Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Camo của mình. À, chúc các bạn một ngày thứ năm hạnh phúc và vui vẻ các bạn. Rồi hôm nay mình làm cái video này các bạn, bởi vì mình lướt trên Facebook các bạn và mình tìm được cái thông tin rất là quan trọng cho các bạn nha. Đó là các bạn dễ dàng bị hack ví điện tử mà không hề hay biết luôn các bạn. Một ngày nào đó tự nhiên 24 cụm từ mật khẩu của bi lập tức biến mất các bạn và người ta vào biết các bạn được mà các bạn không hề hay biết ha rất là quan trọng luôn cho nên là cái video này các bạn xem thì lập tức làm ngay nha các bạn nha để bảo mật kịp thời cái ví của mình không chỉ riêng cái ví bi mà tất cả các ví điện tử khác nha các bạn nha rồi thì trước tiên các bạn hãy đi vào cái app bi giúp mình nha các bạn nha Hà dạo này thì mình thấy bi đó manet cùng với lại cho kc à, cũng ít số người các bạn cho nên là à, cũng rất là nhiều các bạn quay lại đào bật bi nhiều hơn thì à, hy vọng là các bạn à, à, đào bi nhiều hơn bởi vì sáng này á, thì cũng một số người đã được cai xe các bạn tức là được chọn cay xe ha cho nên là các bạn hãy biết thông tin này thì à, cố gắng đào bi nhiều lên, bật tia nhiều lên bởi vì khi đủ số người à, được đi vào cay xe rồi á, tức là được manet á thì lập tức cái tốc độ đào sẽ giảm và khi đó trên màn hình sẽ báo cho các bạn nha trên màn hình này nè nó sẽ báo là giảm tốc độ là giảm còn hiện bây giờ vẫn đào tốc độ cũ nha cái này mình đã có làm video rồi cho nên là các bạn đừng thắc mắc nhiều rồi bây giờ các bạn hãy bật tia xét lên các bạn nếu các bạn đã ngủ quên không đào từ lâu rồi thì lọc bật đi đào đi các bạn để cho số này nhả nhảy lên nha hiện bây giờ nếu như các bạn mà À, các bạn mà đào một mình mà cái người giới thiệu các bạn đào luôn á có hai người cùng đào thì tốc độ sau khi mà chỉ được 0.02 bi một giờ thôi cho nên là một ngày các bạn chỉ đào được 0.48 bi thôi rất là thấp cho nên là các bạn hãy tranh thủ bật đi bây giờ các bạn không bật nữa thì tới cái giờ đó tới cái ngày mà nó giảm tốc độ rồi á thì người ta gọi là hứng cứ chim nữa các bạn và nước mưa cũng không biết được hay không cho nên là hãy cố gắng mà bật ha đừng có lời rồi sau này nói sao ta có mình không có rồi rồi bây giờ chúng ta hãy quay lại cái vấn đề chính nha các bạn nha hãy làm sao để chúng ta à, bảo mật được cái ví của mình thì khi mà mình cập nhật những cái thông à, tin quan trọng về cái việc mà nó HP á, thì các bạn nhớ làm theo để được an toàn nha các bạn nha rồi chúng ta hãy đi qua telegram mà mình đã copy cái bài đó rồi thì cái bài này ở trên cái trang là gốc tiền ảo đó các bạn đây chính là hacker nó sử dụng cái phần mềm telegram này các bạn đây phần mềm nó dùng nó sử dụng cái phần mềm này nha chứ không phải là cái phần mềm nó hát nha thế là nó, nó nó lợi dụng cái cái sơ hở của cái phần mềm telegram này mà nó sẽ hack nha các bạn nha thì chúng ta hãy xem là nó hát như thế nào nha đây cái phần mềm độc hại echelon vậy này đây nè cái phần mềm này nè đó À, các bạn xem chưa? Phần mềm độc hại Echolon được phát tán trên Telegram. Ha, à, có nghĩa là nó sử dụng Telegram để nó phát tán cái phần mềm này. Nó lợi dụng cái bảo cái sơ hở của Telegram để nó phát tán nha các bạn nha. Nhà nghiên cứu an ninh mạng CIA Officer đã chia sẻ chi tiết về phần mềm độc hại Echolon. Đọc vậy đi các bạn cho dễ hiểu nha. Mới được phát tán trên Telegram. Chuyên gia đã cảnh báo tất cả người dùng Telegram về các cuộc tấn công mới. Theo đó, người dùng Smoke Night à, cái cái tên người dùng này đó đã phát tán phần mềm độc hại cho lon bằng cách thả một tiệp bị nhiễm, tức là bị nhiễm virus các bạn vào các phòng chat mà không cần bình luận. Đó, có nghĩa là cái, bây giờ làm sao để ăn cắp được nó vô các cái phòng mà nó nó đăng nhập vô mấy cái nhóm về tiền điện tử các bạn. Thả cái tiệp đó vô Thả tiệp vô thôi nó Không cần bình luận cũng không cần nói gì hết Không cần kêu các bạn tải luôn Tại sao nó làm được như vậy ha. Danh sách các dịch vụ tiền điện tử bị ảnh hưởng bao gồm một Số ví phi công nghiệp Như là Automatic Wallet Electrum Exodus Lưu trữ Bitcoin, Litecoin, Zcash Monero và các loại tiền điện tử khác Đó và các loại tiền điện tử khác ha cũng có thể là con vb nói chung á virus mà nó đã đi vào cái điện thoại các bạn là cái gì nó ăn cắp cũng được chứ không phải là ví điện tử không các bạn bạn hiểu gì đó tức là tất cả các hình ảnh của bạn cái gì mà nhạy cảm không nhạy cảm cái gì hết ví điện tử cũng từ mật khẩu gì lấy sạch hết tiền ngân hàng hay mật khẩu ngân hàng mật khẩu facebook mật khẩu uh, gmail gì nó lấy sạch hết được hết nha các bạn tại vì nó gửi cái thông tin đó về cho cái chủ nhân của nó các bạn hiểu ý không nó gửi thông tin thì các bạn làm gì trên điện thoại là nó gửi hết về nó lạ vậy đó chứ không có cái gì hết á rồi phần mềm độc hại có thể lấy cấp thông tin ngay cả khi người dùng telegram không mở tiệp kỳ kỳ á bạn không mở tiệp mà nó vẫn lấy được cái thông tin của các bạn bởi vì sao do đó người dùng nên tắt tùy chọn tự động tải xuống trong cài đặt của telegram à bởi vì sao các bạn bởi vì sao các bạn không lít vào cái tiệp đó mà nó vẫn có thể ăn cắp được các bạn bởi vì Telegram nó tự động tải cái tiệp đó về máy. Ha, đó là cái lỗi tự tự động tải của của Telegram. Bởi vì nó, nó cái chức năng này nó làm cho các bạn khi mà các bạn download đó nó nhẹ đi, download rất là nhanh. Nhưng mà thực chất là nó tải trước các bạn. À, Telegram nó tự trải về tải về. Đúng không? Cho nên là các cho nên là cái đó là cái lỗ hỏng của Telegram. Nếu như cái Telegram nó không làm những chẳng hạn các bạn gửi một cái video một uh, 300M đi, mà nếu nó không tải về trước đó, các bạn tải lâu lắm, cho nên là nó tải tự động, sau đó các bạn tải về máy các bạn nhanh lắm. Nó cũng là một cái tiện lợi nhưng mà cũng là một cái cái mà để người ta lợi dụng, hacker lợi dụng chỗ này để nó tự động tải cái tệp về về nó hoạt động cái máy các bạn luôn, các bạn không biết, nên là rất là quan trọng nha. Phiên bản này của E-ChoLon có khả năng lấy cấp thông tin xác thực và dấu vân tay máy tính, ghê không các bạn? Đồng thời nó cũng cố gắng chụp ảnh màn hình thiết bị của bạn của nạn nhân. Đó có nghĩa là nó làm được hết mọi thứ các bạn Nó lấy hết luôn Chứ không có riêng gì cái ví điện tử đâu Không Ai biết đâu Ví dụ như các bạn cứ khư khư là 24 cụm từ mật khẩu các bạn ok Biết đâu ngày nào cứ chép ra hết Ok cứ ok Nhưng mà Nó nó vô nó chụp màn hình được Nó nó điều khiển được Thì lúc đó cũng mất hết rồi Lấy luôn cái vân tay các bạn luôn Thì làm gì không vô ví được mới lạ đó rồi, CIA Officer cũng đưa ra một ví dụ về tiệp đính kèm và khuyến cáo rằng không mở bất kỳ tiệp nào tương tự khi được gửi đến từ bất kỳ ai kể cả bạn bè ghê dữ các bạn trong năm nay e cho loan được mô tả là ransomware một chương trình phần mềm độc hại mã hóa các tiệp để đòi tiền chuộc các chương trình ransomware đã đánh cắp hàng triệu đô la trong năm nay thì ghê dữ các bạn thông qua thông thường những kẻ lừa đảo đòi tiền chuộc bằng bitcoin ethereum hoặc là monero ghê dữ các bạn <laughs> cho nên là bi giờ này nó hốt lắm nha các bạn nha <laughs> cho nên là các bạn cẩn thận rồi bây giờ bây giờ làm thế nào để chúng ta tắt cái này ha quan trọng là chúng ta sẽ tắt được cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đây là quan trọng nhất nên các bạn cần xem rõ nha nếu mà mấy các bạn có cài telegram nha sử dụng thì làm theo mình rồi các bạn hãy đi vào telegram nha các bạn nha telegram đây tài khoản của mình lý việt sau đó các bạn hãy đi vào chỗ này, ba gạch. Được chưa? Sau đó các bạn bấm vào setting. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo các bạn bấm vào data and storage. Đây, dữ liệu và lưu trữ, được chưa các bạn? Chỉ rất kỹ nha, làm theo nha. Đừng có mà lười. Sau này nó mất hết thì không có trách ai được đâu. Mình đã hướng dẫn từng tí từng tí để bảo vệ các bạn đó. Rồi sau đó các bạn thấy ở đây Đây Automatic Media Download đây nè Thấy chưa Đó Kéo qua hết cho mình ba cái này đi Rồi, Sử dụng Mobile Data Tắt được chưa When Connect tức là download khi mà sử dụng cái 3G 4G đó Mobile Data tức là dữ liệu điện thoại di động đó Rồi, tắt đi Rồi khi mà kết nối với Wi-Fi download Tắt luôn rồi quen run roaming Đây nè quen photo á tắt luôn tắt luôn rồi tiếp theo autoplay media tức là tự động chơi luôn nè ghê chưa các bạn <laughs> tự động chơi luôn tức là tự động mà bật cái 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 hình GIF hoặc là cái video ai biết có video không nó thấy tiệp video nó bật lên ai biết đâu tắt luôn các bạn thấy nó tự động chơi luôn các bạn các bạn mà thử tải một cái video lên trên đó đây sau đó các bạn để mấy ra sao các bạn bằng để nó tự động nó chơi thì tắt luôn rồi streaming stream video and audio file đây cái này nữa đó luôn coi như là tổng cộng chúng ta tắt hết là hai bốn sáu cái mục cho các bạn nha rồi là như vậy là ok các bạn nó không bao giờ tự động tải tiếp và nó tự động tải tiệp nó cũng làm nặng máy các bạn nữa cho nên là các bạn hãy kéo là hết không cho nó tự tải nữa hãy các bạn nha rồi nó đơn giản như vậy thôi các bạn ha hãy làm ngay để bảo vệ các tài khoản tài sản về điện tử hoặc là các hãng ngân hàng tên của các bạn thông tin của các bạn trên điện thoại các bạn càng sớm càng tốt như các bạn nha rồi chúc các bạn thành công và nếu như các bạn có câu hỏi gì có thể bình luận dưới video để mình giải đáp các bạn nha rồi ai chưa đăng ký bi thì hãy vào mô tả video đăng ký cho các bạn Nó đã cho KIC trong sáng nay rồi Nhưng khi nào mình nhận được KIC thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn trực tiếp nha Còn hiện bây giờ mình chưa thấy Của mình là chưa có nhưng các bạn có Một số bạn có rồi nha các bạn nha Chứ không phải là có hết Ha, Rồi và nhớ đăng ký kênh youtube của mình nha các bạn Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Để mình có cái thông tin cần thiết cung cấp cho các bạn Thì các bạn lập tức theo dõi và làm theo rồi chúc các bạn một ngày thật sự hạnh phúc và vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại